bay nè tụi con kia ngày đi dân một phơi sạch món cha cái đáy chọc cho muối nâng bay tận nào bằng bông á nè dân miên món cho nốn muối ôi món lăng lọ món á hay bật tọt một tiết để dân miên co tận nào chứa một cái chén Nào tôm một tí chân chập đam nhân ngon và ăn sẵn. Còn một tí chân chọc đang cặp sách. Hơi hình co tầm nào bất một tí chưa chập đam hăng có lục cây á. Chân chập đam bốc kướng lấy nít kướng bỏ dương mọt đấy. Chân chập đam hành từng khóm một tí chân chập đam trăm một tí you
nếu như chập đâm đặt lên cha đầm bi cha sao chứ đang chui hói nghĩa trưng để dựng mang bị hơi nắng dựng đặt xuống hay dựng đặt tập trây xuống dựng cha trưng đang chui lọ hói nghĩa là dựng đặt sạch xuống. Còn một cái chân đặt trên son thối có khó sai sốc lợi sạch bằng chân mang cho anh heo ấy là lợi dân chập đam đi đặt chán lên làm chui mỏng lỡ bay từ nào bỏ dân mang cho anh ấy ô đang là ô mỏng tiết dương vi vi ở trịa trắng một tiết dương sạch đam từ điểm bay ơi bài thay máu một tiết địa sạch môn để dùng ăn khe hơi nhé dương chọc đi máu dương luôn dương mù chân máu ní nếu là dân đặt sạch môn châu tôi không may phần nữa con số anh cái ai lấy là dân chặt con á nghe lời ban cho anh bị roi ở heo ấy lời dân chấp đam lũa nè mới bỏ mớ lăn thịt hồn mổ á nè bỏ méo ôi lăn thịt hồn phụ em miếng snow sạch mòn ở khẳng khăn ông tia đó Nhưng mà bác nó sẽ muốn hay sẽ bỏ khang khéo nhỉ. Hiện suối cái ngay mà.
Trong sự khoang khéo của ban đá. Bye bye.